Anh em muốn kiếm tiền online mà không sợ lừa đảo, liên ngay Momo Sky Xiaomi. Hệ thống chơi trận là Momo trả thưởng tự động sau 5 giây. Đường link mình đã để dưới phần mô tả nhé anh em, nhớ click vào. Yo yo, hello nha, chào mọi nha, chào quay trở lại với channel của mình đây, từ đường phố đấy mọi người nha. Chào anh em game hiện tại là chế mình từ đường phố đó bạn. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay chứ vào video cho anh em xem video vẻ like xa thì đăng kênh cũng quý phạm xin nhiều ạ. Ok, quay trở lại video công chiếu tối nay thì tiếp tục đến với buổi công chiếu nhanh tay những cái code mới nhất từ kênh từ đường phố anh em nha. Ok, ở video ngày hôm nay tôi tiếp tục ném video lên code, quên ném code lên video cho anh em bạn nào nhanh tay thì nhận được ạ. Ok, cảm ơn rất nhiều. Và giúp anh em sẽ đặt kênh like, subscribe ủng hộ channel nha. Cảm ơn các bạn. Video đầu tiên của ngày hôm nay chắc là đi thu hồi tài nguyên các bạn. Này, đi thu hồi đống tài nguyên này về. Mà thôi chắc để ông khác nhỉ, thu hồi người ta. Tôi đang băn khoăn mới có lên đi thu hồi không. Chứ hao tài nguyên quá các bạn ạ, thật sự đang hao tài nguyên quá trời luôn. Cũng có khi lên đi thu hồi. Ôi, tạm thời cái này để anh em tính sau. Một quả boss thất vũ hại này. Rồi, đầu tiên thì phải nói về cái quả meta mới anh em. Thề mạnh thật sự anh em. Này, team như này thôi anh em, ăn đất luôn ạ. À. À quên, ăn đoạn. Để mà ăn đất rồi, quên. Đâu nhỉ, lúc tôi test với bạn nào nhỉ. Bạn này không ta. Tôi nhớ, nếu như bạn này bạn nào. Uầy, đúng như thôi anh em, còn nhiều các bạn. Đi giờ tem như này đi với cô lù nó mát bá luôn anh em. Mát mạnh luôn nhưng mà không các bạn. Tem bá cực kỳ thật sự ạ. Nói chung quả meta này nó chung là ao trình các bạn. Rồi xong chưa? Ok. Bỏ đi anh em, lần này luật nhà đầu bạn nhưng chăm ulti quá. Được tin lượt anh luật nhà đầu bạn chăm ulti quá các bạn, làm trúng nháy thế thôi chứ ai chịu cho nổi. Một nhịp, hai nhịp. Vừa thôi bạn ơi. Ok kìa. Vô lý, không thuyết phục nổi các bạn. Nếu đã vậy cầm theo chị đẹp Robin các bạn. Giảm lộ anh em, với khả năng giảm lộ. Ok, nhưng mà lại không nhắm vào no đội bạn mới sợ anh em. Đó, may quá, rồi. Ôm Rumber. Đấy, Rumber anh em, quá tuyệt vời. Đấy, mỗi bạn thì cần làm độ 4-5 nháy nữa thôi anh em. Trời ơi. Đây đánh cái meta này đánh lúc chiều tôi nghĩ ra giờ đánh vẫn thấy sướng các bạn. Chưa hết nghiện anh em. Nghiện thật sự cái meta này anh em. Bề quá mà. Quá nghiền luôn các bạn. Ok. Đấy, quá đẹp cái quả meta anh em nữa. Quá tuyệt vời. Rồi. Mày thì đầu tiên thì chắc chúng ta sẽ đi chiến thần thú anh em. Sát thương cuối lượt. Ok các bạn. Đầu tiên thì chắc chắn là phải đi vượt. Đánh đây rồi anh em. Mong rằng này sẽ ra được cỏ. Chứ mấy hôm nay thấy nhiều bạn khỏe cỏ quá. Toàn cứ vài trăm ca các kiểu. Gắt quá mà. Ok. Úi giời, một dương. Còn thua rồi. Top 8, 13. Ok. Ô quên không cho thêm kiếm sĩ vào nhờ. Anh Luật hình tính ra là có đam đâu nhỉ. Anh Luật là có đam đâu nhỉ. Để tí xem ai không có đam thay ra các bạn. Tí xem ai không có đam để tôi thay ra các bạn nhé. Ok luôn. Luật cũng có đam. Rách không có hả? Rách với Kinomon hiện tại đam yếu anh em. Top 8 rồi. Đòn đánh từ lọ thôi, chơi luôn team này anh em biết sao giờ các bạn, chơi luôn team này thôi. Giờ phải chơi luôn team này thôi ạ. Ok, nói chung thì đang quang vẫn mấy quả minh tinh này chứ không có gì đặc biệt các bạn. Không quả nó ngon cả. Rồi, tiếp theo dọn boss. Ây à. Ây, chạy Usopp theo nhờ.
Kulo Nami. Ok, đi trước mắt đi tìm lại cho anh em, sau đó không có tôi đi thử tìm hai Kulo xem thế nào. Ok. Uầy. Ok các bạn, được của nó luôn anh em. Kata cho ra sau luôn đi các bạn. Đây. Rồi, lên lại quả meta huyền thoại này các bạn. Uầy, B đấy nhờ. Đấm này lù đấm cho nó thoải mái anh em. Đó, thẻ lù đấm cho thoải mái anh em. Rơm. Ok à. Cú thế nhờ. Hai tỏi hơn, nói chung cũng vậy, còn thua các bạn. Ok, nhưng nói chung thì không ăn thua nhưng cũng được anh em. Bề thế trời. Làm nhiệm vụ nào. Rồi ok anh em. Ok, hôm nay thì chúng ta xem gì tiếp đây. Pool rồi đúng không? Rồi có mối hẹn này chưa pool rồi. Khó nhờ. Rồi hôm nay thì tôi sẽ đi đập nốt thùng bia thôi anh em. Tính để từng mới nhưng mà lanh quanh đi lại thì nói chung thì cũng gọi là ngứa mắt cho nó dễ nói anh em. Đó. May cho lốt thùng bia anh em nhé. Mong rằng sẽ săn được thêm cháu Win bệnh dịch để có thể úp lên e làm cho cháu nó luôn. Tiếp tục nào. Ok, tiếp tục anh em. Xin chào các anh em đến buổi công chiều mới nhất kênh Từ Đường Phố nhá. Ok, anh em vui qua một lần để tôi xin một like. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Kuma, khởi đầu bút Kuma các bạn. Lại áp dụng mẹo 3 lượt không được chạy ra. Wow. Thêm chào nữa đi. Wow. Bét nhân phẩm các bạn, một win mạng giật. Mà nhưng mà tôi mới quyển L rồi. Chopper, 3 cháu luôn anh em, khởi động 3 cháu rồi. Đó, chưa được trăm thùng bia đã 3 cháu S rồi anh em, thấy không? Đen hơi đợi quên đi rồi các bạn. À, đã ra thì hay ra lắm. Mong ra thêm được khoảng ra thêm một lần nữa là đủ rồi anh em. Nào này úp win E5 luôn. Tiếp nào. Đi làm Ante Sisa. Đi làm Ante MR1. Tiếp tục nào. Apple Mì Hoắc ạ. Ô kìa, ra thêm một cháu ấy nữa đi. Thẻ lăn nỉ ôi luôn ạ. Cho thêm một cháu nữa ạ. Chỉ cần một cháu nữa thôi anh em, không cần nhiều ạ. Mong rằng hôm nay nhân phẩm sẽ tới anh em. Sẽ gọi tên là Mì. Ui, tướng thì tôi rút đa số ra nhiều anh em. Nhưng mà đang cần win. Trời ơi, một win bệnh dịch nữa thôi. Trời ơi, lăn nỉ ôi luôn ạ. Thật sự chỉ cần một cháu win bệnh dịch lúc này nữa thôi. Thầy cảm giác bây giờ mà mở ra thêm một win bệnh dịch nữa đúng như kiểu chúng ta lên 9 tầng mây anh em. Win ơi, bệnh dịch ơi. Ok, win đâu rồi. Aoichi các bạn, vớt Aoichi rồi anh em. Tiếp tục nào. Robin. Thôi không lượm xong cái sự kiện các bạn. Thêm được một win dưới này anh em. Chúng ta có thêm hai win bệnh dịch. Vẫn còn thiếu nữa đâu anh em. Bữa tôi có win thiếu bao nhiêu nhỉ? Thiếu 5 form nữa các bạn. Sự kiện. Nó anh em. Xúc xác 321. À sự kiện này không có gì ngon anh em, chắc không chơi, các bạn đợi sự kiện khác đi. Lễ hội 1B đổi đầy fan nào. Đổi tiếp rồi. Ok các bạn, 158 thùng bia cốc bia vàng để tí xem đủ. Em đổi luôn cốc bia vàng.
Ok, Odin có ra không? Cú lồ các bạn. Win. Không ra anh em. Odin nào. Wow. Tuyệt vời. Không có gì tuyệt vời bằng Win anh em. Gọi phát ra luôn anh em. Triệu hồi phát là dẫn gọi tên phát là để luôn anh em. Rồi tôi nhớ ra tôi vào làm gì rồi. Kẹo sô-cô-la anh em. Rồi ok các bạn. Rồi tiếp tục là check xem sự kiện chiêu mộ đặc biệt 150 thôi, đập 70 copy vàng chứ đi anh em, đập 70 copy vàng thôi. Ok, 70 copy vàng là ok rồi các bạn. 2 này, 3, 4, 5, 0 à, 6, 70 cốc. Rồi, giờ chúng ta cần 150 cốc nữa thì mới chơi tiếp các bạn. Hơi toang nhưng thôi kệ đi sao giờ. Đậm qua sự kiện. Rồi, ok. Odin, E2. Vẫn một form anh em, nên E3 chán. Thôi, nó đang quanh 1-2 tuần nữa mới lên được. Kiểu gì lúc nào cũng vậy thôi mà anh em biết sao giờ. Win mệnh dịch. Không ra anh em. Ok, nói chung thì thôi. Mình quanh vui chơi sự kiện thôi anh em. Clip buổi tối nay tôi xin kết thúc ở đây. Hẹn anh em clip theo nhé. Cảm ơn các bạn đã theo video kênh Tự Tử Đường Phố rất nhiều. Giờ thì bye bye.